Nghệ An, nam sinh lớp 12 nén cơn đau từ căn bệnh ung thư để nhường cơ hội sống cho bố cũng đang bị bệnh hiểm nghèo. Em Bùi Văn Đức, nam sinh lớp 12 trường Trung học phổ thông Nghi Lộc 2 được chẩn đoán mắc căn bệnh ung thư tuyến giáp đang trong giai đoạn điều trị. Thế nhưng ói âm thầy, bố của em cũng được phát hiện bị ung thư sàn miệng. Vậy là cả hai bố con đều mang trong mình căn bệnh ung thư quái ác, những khối u di căn khắp cơ thể, khuôn mặt bị biến dạng khiến người bố đau đớn quằn quại. Đức phải điều trị hàng ngày, nhưng đến thời điểm hiện tại, gia đình đã kiệt quệ về tài chính. Em đã quyết nhường lại cơ hội điều trị cho bố mình. Em chia sẻ, bố đang đau quá, có khi em để bố điều trị xong, nếu ông bà lo được tiền thì em mới đi viện. Hằng ngày, Đức và bố sống nhờ vào sự chăm sóc của ông bà nội đã ngoài 70. Cuộc sống ở ngoài vùng quê vốn đã khó khăn, tất cả chỉ trông chờ vào tiền trợ cấp bệnh binh của ông nội. Tuy bản thân cũng mắc căn bệnh quái ác, nhưng em vẫn cố gắng chăm sóc bố hằng ngày. Mong rằng cuộc đời sẽ đối xử với em dịu dàng hơn một chút. Cảm ơn bạn đã quan tâm video của chúng tôi. Đừng quên like, đăng ký và theo dõi kênh Fit để cập nhật tin tức mỗi ngày nhé.